Nào mình bác tấm nào đây, bác được không? Từ từ đã, đợi ông đã. Ôi, mày còn cười nữa chứ? Ở dưới này có đá nhiều không? Ừ. Ở ruộng ấy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Ở phần phía bên kia thì mấy anh em thợ vẫn đang công việc là miệt mài, là đi vào và xây tường lên. Còn ra phía bên này thì cháu được thấy là hai ông cháu ra bên này là dựng một cái chuồng lợn các bác ạ. Cháu được nhìn thấy là ông thì cũng dựng là khá là tạm bợ thôi các bác, tận dụng lại những cái cây mà từ thời lúc trước mà ông có cột để làm nhà đó các bác, thì tận dụng lại để mà làm chuồng lợn. Vậy ông thì cũng bảo là hôm nay là cũng ngày mà ai ai cũng làm chuồng lợn rất là nhiều. Mạnh thì cùng ông làm gì đây đấy Mạnh? Hả? Cùng ông làm gì đấy? Chơi á? Thế thì Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào. Rồi, con chúc. Rồi, thế Mạnh là ra đây lâu chưa? Hả? Mới về thôi á? Ồ, có nhiều con dín không này hả? À? Ê, đi dép này đi có thích không? Hả? Thích à? Dép này còn biết là ai cho không? Hôm nọ thì có hai đôi của bác ạ. Bây giờ thì Mạnh là hay đi đôi này này. Đấy, Giang thì có bị là con muỗi đốt không hả Giang? Ừ. À, thế Giang chào con các bà nhá. Con chào các ông các bà. Rồi, thế không? Ôi ôi, đây này, bị con dín đốt sưng hết cả tay này các bác này. Đấy, xuống cái nhà ông thì có rất là nhiều dín. Mạnh thì có bị không? Cho chú xem nào. Xem nào có bị không? À, Mạnh thì không bị mấy các bác ạ. Thôi không bị mấy mà chân là bị nhiều quá. Mấy gái liên tục nhờ. Nhà còn dầu gió không? Không. Không à, hết rồi à? Ừ. À. Thế thì hôm nào lại đem xuống cho hai ông cháu thêm một lọ nữa. Thế Mạnh thì là được nghỉ đến hôm nào lại đi học? Mai đi học không? Mai lại vẫn đi học à? À. Này bây giờ làm xong cho ông cái chuồng lợn của ông ấy. À. Này để nuôi con gì mày có biết không? Yeah. Nuôi con lợn à? Hay là nhốt Mạnh ở đây ấy? Không. Không á? Nhà ông không có búa à? Không có. Không có á? Này, cháu đeo cho ông một cái mic này. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Đây à. Các bác, các chị nhá. Rồi, cái này thì hôm nay là ông làm cái gì ở đây đi ông? Làm chuồng lợn bé có ấy. Làm chuồng lợn bé à? Chỗ này ông định nuôi bao nhiêu con? Nuôi con bé, hai con. Vâng. Tức là nhà ông có bao nhiêu con là ông nuôi mấy con đúng không? Vâng. Thế cái phần dưới này thì ông lấy cái gì giải đây? Cái cây giải. Cái cây á? Đây là ông đi chặt chưa? Có ở nhà chưa? Chưa có. À. Mày là phụ ông làm à? Mày mấy ngày mới làm xong rồi. Mai thêm một ngày nữa mới xong không? Chứ phải đi lấy quả đó. Vâng. Dâu lửa một tí đó. Đi dép này có chắc chân không hả Mạnh? Có thích không? Thích à? Thôi cầm cưa cẩn thận nhá.
Răng thì xuống hết rồi. Nào chú xem răng cái nào. Nào xem nào, há to vào. Và từ nhá. Ủa răng này thì hầu như là bị sâu răng hết rồi các bác. Có bị đau không? Nào quay đây nào chú xem nào. Quay đây, quay đây. Ủa đây này, trên này thì là bị xuống hết rồi. Nào ông đi lấy cây về đi. Cây bên kia. Hôm nay ông lấy kèm cho một kia đây. À kẹp. Ăn kèm mà ăn em. Ông thì là lúc nào cũng luôn luôn chừa cho Mạnh khi mà Mạnh vắng nhà. Liệu sợ tan hết chưa? Tan hết chưa ông? Không biết rồi. Tan rồi hết nó. Này. Ừ, tan rồi mà tới bàn chỉ nữa. Tan hết rồi, để vào bát thôi. Đúng rồi. Đấy, để vào bát đây này. Tan chưa? Tan chưa? Để vào bát này này Mạnh. À hút luôn à? Tan hết rồi nhỉ ông nhỉ? Lâu quá. Này lấy thìa xúc đây ông ạ. Đấy đổ vào đấy. Cẩn thận rớt hết ra ngoài nhá. Ăn xong rồi cùng ông đi lấy cây nhỉ. Anh chạm kia rồi kìa, chạm kia rồi. Mạnh thì là một cái cậu bé mà thời gian vừa rồi thì chúng được chia sẻ lên các bác về hoàn cảnh của Mạnh thì chắc là các bác cũng biết rất là gió rồi, một cậu bé thiếu đi tình yêu thương của người bố lẫn cả người mẹ. Mẹ thì là trong một thời gian làm nhà đấy các bác thì cũng ông thì cũng chia sẻ với cháu được rằng là có lần thì là ra thăm với lại là hai ông cháu nữa. Nhưng mà Mạnh là sợ, Mạnh không dám ở nhà. Có thìa không? Ở nhà có thìa không hả Mạnh? À không phải đâu. Mày không mời con có bàn kem à? Mày không có bàn kem chứ? Chú dạy là cái gì khi mà ăn uống là phải mời cơ mà. Đấy, hết từ đấy xong là bây giờ mời nhá. Hết chưa? Nào, bây giờ mời con các bạn nào. Mời con các bạn ăn kem. Rồi, ăn đi. Kem. Ăn kem như vậy ăn kẹo nhỉ? Thấm đỏ đâu. Đi tìm cái thìa về ăn nha, tìm thìa ăn kem xong nha. Ừ, hút luôn, hút luôn rồi các bác ạ. À, tầm đến tuổi Mạnh như này để mà hiểu nhiều chuyện thì chắc chắn là Mạnh sẽ không có hiểu cô bác. Đấy, nhưng mà Mạnh thì là một cậu bé mà phải nói là rất là ngoan ngoãn, nói gì là đều nghe đấy cả. Đôi lúc thì hơi nhíu một chút. Tan hết chưa? Đây là chả mắt gà nào ông? À. Đấy. Ông thì là lần nào đi xuống nhà ông thì cũng đều là có cái chả mắt gà này rất là tốt cho gan các bác ạ. Đấy, công dụng của nó thì là lợi mật này, đào thải chất độc này. Đấy, uống thì lúc mà nóng uống như này thì nó hơi vị là đã đắng một chút đâu nhỉ?
Hết chưa? Nào, rô một cái nào. Rô một cái. Rô. Cái này nóng quá. Cái này nóng quá mày ạ. Ông thì chắc là mạnh đi đâu là nhớ lắm rồi nhỉ ông nhỉ. Mạnh là đi ngủ đêm là không đắp chăn không? Đắp cho nó là cùng với cháu ở trên kia thì bật quạt đấy, đêm thì bật quạt thì là có lúc thì là đắp chăn, có lúc thì không đắp chăn, dậy ra. Nào dô thêm cái nữa, hết chưa? Hết chưa? Ngon không? Hả? Ây da. Biểu hiện là một sự là ngon lành. Cái chả mắt gan này cho Đức sẽ để đây một chút đã. Một tí nữa mát mát à, nó nguội hơn thì sẽ vào đây mà ăn. Mày ơi, mày ăn đi. Mày ơi, đi rửa dép này xong cất đi này, xong mai đi học lại đeo đấy, về nhà thì đeo dép đấy. Đấy đúng rồi, ăn cái kia rửa đi. Mày làm mic quá. Đấy, rửa đi rồi phơi cho nó khô vào. Ai à, không cần phải cái kia đâu mà. Mày. Đưa rửa cho đất nó ra thôi mà. Đấy bỏ đi đấy. Rửa đất ra thôi, mai đi học lại đeo tiếp. Giật mình tiếng ô tô kêu của bác ạ Mạnh nhé. Tôi không nhìn nữa. Đi rửa dép xong rồi đi cất ông cùng ông đi đi. Ủa thì ông đi xa đấy. Vẫn đang cố để mà nhìn ô tô của bác ạ. Xe đâu, ô tô đâu mày? Ở kia. Tay mắt thì là nhìn lên trên kia, còn là tay thì rửa. Sạch chưa? Sạch chưa? Chưa. Chưa. Năm nay thì là 6 tuổi rồi, nhưng mà của một hình hài cậu bé. À, rất là nhỏ. Nhà thì không có bàn chải của bác ạ. Đang đập cho nó đất nó ra. Ai rửa được thế thôi, mai đi nó lại có rồi. Rửa trên kia cho nó hết đất thôi, rửa bên ngoài thôi. Đấy thì kệ đi mày. Ừ. Đúng là ông cụ non xả nước thì thôi rồi luôn đấy. Đấy, trước kia không có nước là hai ông cháu là đi xách về từng một xô, rửa cả đôi này nữa này, cả cái bên này đấy, rửa xong rồi tắt nước. Bay hết vào mặt à. Mạnh là bây giờ là biết ăn rửa bát rồi cô bác ạ, còn là nấu cơm thì là chưa biết nấu. Đấy, đem ra phơi như kia đi cho nó khô đi bây giờ ấy. Đôi kia thì là cho Lực mua cho là đeo ở nhà. Đấy, thế thôi. Đi hết nước rồi. Đem đi phơi kìa mày. Phơi kìa, đấy phơi trên tấm bạt kìa. Phơi đâu? À phơi trên gạch này. Đây 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 đây, đây đây mới khô này. Đây mới khô này. Đấy, phơi đấy mới khô. Rồi. Đi ra đi. Vậy ở dưới đây thì là công việc của mấy anh em đội thợ. Thì cháu Lực nhìn thấy là gạch thì lên ui ôi. Gạch thì lên khá là cao rồi cô bác ạ. Hầu như là mấy anh em thợ là mỗi người một bên. Hôm nay ổn chứ anh Phong? Ổn ổn à.
Có vẻ là thời tiết đến buổi chiều thì là mát mát hơn một chút rồi anh nhỉ? Đỡ hơn một chút. Chưa mát hơn mà đỡ hơn. Đỡ hơn rồi à? Nếu mà thời tiết mà cứ như độ hôm nay là xay khô vứa nhanh lắm ấy nhỉ anh nhỉ? Những cái mạch vứa khô nhanh lắm. Xây 1-2 ngày hết gạch á. Mai lại tiếp tục là bổ sung vào thôi. Đây, công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là vẫn đang lên tường luôn anh nhỉ? Đây, công việc anh thử cập nhật cho các bác là biết một chút thông tin về công việc của mấy anh em thợ hôm nay được không anh? Hôm nay thì vẫn như mọi ngày thôi. Vẫn trộn dứa xay lên thôi. Thế là hôm nay là vẫn chưa có gì mới đâu anh nhỉ? Đây, bây giờ thì phải là hoàn thiện cái phần thô đã rồi thì sẽ có thêm là nhiều công việc để cho mấy anh em thợ vào. Và hiện tại thì anh đang đi vào cái phần nhà vệ sinh. Và khi mà nhìn nhà vệ sinh thì đối với lại là cháu Lực nói lên về cái kích thước ấy, 2m là nhân 2m thì cô bác, thì ở trong nhà vệ sinh nó là 4m2. Đấy, nhưng mà khi mà xây đến như vậy cô bác thì nhìn thấy là rất là rộng. Vậy ông thì đang đi mót thêm những cây về để mà hoàn thiện nốt là cái chuồng lợn của ông. Vậy ở đây thì thấy các anh đổ này cô bác nhá, đổ cái lanh tô này là trong sẽ gồm có sắt cô bác nhá. Sắt này thì là giống như cái sắt mà làm cái phần làm móng nhà này cô bác này. Đến buổi hôm nay thì bức tường bên kia là hoàn thiện không hả chú Toán? Bên này không được à? Nhưng mà bên này là không có đàn giáo nhỉ bây giờ ấy. Thế cái này là mai phải bác thêm dàn giáo vào đây rồi. Đây gạch thì là hôm trước là tời ra tập kết là để ở trên kia các bác ạ. Thì đến bây giờ thì các chị với lại cô thì sẽ đi điệu từng cái viên một để mà đổ vào. Đây gạch thì khi mà lấy về thì cũng khá là lâu rồi các bác. Đâu đó là đến thời điểm hiện tại là được là hơn 2 tháng rồi đấy. Thì cũng bị ảnh hưởng một chút là mưa gió này. Đến kia là bây giờ đến thu hồi chưa hả chú Toán? Thế là còn lên 3-4 hàng nữa mới thu hồi đúng không? Đây, ở phía bên kia thì còn lên là thêm là 3-4 hàng gạch nữa thì mấy đấy mới đến phần thu hồi của bác nhá. Làm gì đây? Hả? À? Thanh niên này là mấy hôm là không gặp ở đấy. Không phải mấy hôm mà là mấy buổi ghi hình là không gặp ở đấy của bác ạ. Mày ơi, không đi dép à? Dép đâu rồi? Dép đâu? À, đang chơi với chị Giang ở đây à? Dép để tận đâu? Ở đây có nhiều đinh lắm nhá, cẩn thận nhá. Bây giờ nói đến nhiều đinh thì cũng chưa có nhiều cả cô bác ạ. Thứ nhất là nhà của hai ông cháu thì hôm trước là dùng đinh ấy chỉ cũng là làm cái phần móng này thôi. Còn ra phiên chia này thì bây giờ hiện tại là chưa dùng đinh mấy. Nào không đừng lăn gạch xuống dưới kia nhá. Ấy đi nhặt về đi. Mày đi nhặt về đi mày. Hay là Giang. Rơi xuống ruộng rồi. Nhặt về đi. Đây nhờ. Phải nói một cái là rất là nghe lời của bác ạ. Đây, ở đây là những cái lúc mà... Đấy nhặt lên. Đấy, đi tận dưới kia để nhặt lên đi các bác. Trong rất là đáng yêu. Ở đây thì không biết là đang làm thêm công trình gì đây. Đây là xây cái gì làm anh? Xây nhà à? Thế là xây gì đây? Mình thử nói cho chú xem nào, dưới đấy là xây gì? Đây à. Mình á.
Được chưa? Đấy. À, cũng biết lấy cát về đổ cơ. Tí lấy cát là mẹ cho ăn đòn nữa. Đây là xây gì đây mày? Xây gì đây? À Giang, xây gì đây? Xây chuồng lợn. Xây chuồng lợn. Ơi à. Tí là nhớ là lấy gạch lên để trên nhá. Đấy, cái phần này là hôm nọ là ông cũng kè này các bác này, vừa đào nền nhà xong lại tận dụng lại cái đá của nền nhà xong rồi kè lên thì thời gian vừa rồi thì cũng nắng mưa rất là nhiều nhưng mà đến chỗ này thì không bị ảnh hưởng bởi cái gì cả các bác ạ. Nếu như mà không kè không có chắc ấy, thì nó đã bị là bị lún xuống hay là cũng đã bị đổ đi rồi. Còn là cái phần ở bên này này các bác này thì là cái này là đổ đất xuống thôi, không có kè thì nha, là nó mưa nhiều quá. Hôm nọ thì mấy anh em thợ là để đây có một đống cát thì nha, là phủ bạt trên. Khi mà nước nó về nó sẽ chảy hết ra bên này thì nha, nó trôi hết cả cát đi xuống dưới luôn. Đấy, còn là về tôn này các bác này, tôn này thì là ông vẫn ông để ra để đây thì ông cũng lấy cái tấm ni lông ấy thì ông để mà che hết cho nó sợ rằng nó bị ảnh hưởng cái gì đấy. Ở đây thì thứ chất là sau này khi mà làm ấy thì cũng không có phủ thêm một lớp đất gì cả các bác ạ. Đây, thậm chí là ở trên này có một cái lớp ni lông nhỏ nhỏ là mình còn phải bóc ra nữa. Vợ của chú Toán là chuyên là phụ hồ chú chị cô nhỉ. Còn là vợ của anh Phòng thì chuyên ra là đi vác gạch. Nhưng mà đến lúc mà làm không kịp ấy thì các cô là vẫn hộ nhau. Hầu như là cô với chị là phân công là mỗi người làm một công việc rồi. Chị cô có từng với lại chú Toán đi xa để làm chưa? Chưa. Thế là cũng chỉ làm ở quanh làng thôi à? Vâng. Vâng. Nhà cô với chú thì là đi qua quả đồi bên kia, ở bên kia luôn rồi nhỉ cô nhỉ? Vâng. Ôi Giang thì sao nào, nhìn mặt thế nào? Ôi ôi, con muối này này cô bác này. Ra đây chơi và nhìn thấy là đốt hết cả, sưng hết cả mặt cả muối lên rồi. Cái dây này là dây gì đây Giang? Không biết. Không biết à? Ai cho? Mẹ. Mẹ cho á? Cái dây này là nếu mà theo phong tục thì gọi là cái gì đây hả cô? Mẹ nuôi đấy. À là mẹ nuôi à? À thế là mẹ nuôi là cho dây này à? À dây này thì cũng như là gọi là một cái như kiểu là một cái mùa bình an này, may mắn này, đến với lại là bé Giang. Mạnh thì cũng có đấy cô bác ạ. Nào mạnh cho chú xem nào. Cho chú xem nào. Đấy mạnh thì có ở đây này cô bác. Tao người cố lên nào. Đấy, đây này. Mày thì cũng có. Mày có bố nuôi không? Có. Ai đấy? Hả? Ai đấy? Ông á? Hỏi có bố nuôi. Này chắc là đi ra nhà như kiểu là thầy bói là cho thôi nhỉ? Vâng. Mấy Mạnh thì không có bố nuôi gì cả. Hỏi có bố nuôi không? Có nhưng mà hỏi ai là ông? Này lúc hết chi là cô tự đi lấy à? À, hết xi là cô tự lên trên này điệu từng bao xi một xuống đấy các bác. Đấy, thanh niên ơi, đứa nghịch xi nhá. Trẻ con thì là nhìn thấy cắt là chỉ có muốn là nghịch cắt thôi cô bác ạ. Cắt này thì là còn đang cắt xay thôi, còn mấy nữa mà cắt chát thì lại sàng lọc qua rất là nhiều lớp thì mới xong cái phần cắt chát được. Đấy, ông thì vẫn đang cái công việc của ông là làm một cái chuồng lợn nhỏ nhỏ ở đây. Và nếu như mà sau này mà phần gai cái của bác sẽ được lấy thêm vào mà còn dư ra thì sẽ để làm cho một cái chuồng lợn nó nhỏ nhỏ nữa ở đây.
Đó, nhưng mà kinh phí làm nhà là phải dư ra thì mới làm được. Thế đây là ông để ốp ở ngoài à? Ở trên này thì ông bảo là đi mua tôn Mopro về để phủ vào ông. Cái nhà bên kia thì bây giờ cũng chưa dám tháo ông nhỉ? Chưa dám tháo, nhìn xi lắm. Thế là ngày mai thì ông tiếp tục là lên lên trên xã để mà làm cái giấy kia cho cháu ông nhá. Làm xong thì để còn mình còn kéo điện xuống không ạ? Thì mình không phải dùng dùng nhà ở khuyết nữa. Cái dây điện là mọi cái thì đã mua về rồi các bác ạ. Nhưng mà giấy tờ thì phải nói là không biết là ở dưới chỗ các bác như thế nào. Nhưng mà chỗ cháu Đức thì nó chỉ cần là sai một dấu thôi, cho nên là phải đi làm lại rồi. Ông là hôm nọ là đi làm là người ta bảo là cái định danh của ông bị làm sao đúng không? Là cái sim cũ trước ông dùng là sim của ông, mượn sim của người ta để làm à? Sim của mình mà đi lấy về sai. À. Cái ông bác kia nó không xem cái chữ đó, lấy về nó cho qua nó đi thì qua nó đi xa. À. Nó lấy đi không dùng. À. Đấy, Mạnh thì lại tiếp tục là chạy ra đây rồi đấy. Cẩn thận nhá Mạnh nhá, đây là nhiều dao lắm nhá. Đấy, cầm cho ông đi. Mạnh đến chiều như này thì nghỉ học về các bác ạ. Bây giờ thì đang gọi là đi để mà chọn lớp thôi. Mày là học lớp mấy thì nhớ chưa? Bé bé tí thôi nhưng mà rất là nghịch. Nghịch toàn những cái món mà nguy hiểm cả. Thì đứt tay mới biết. Cháu thấy là ở bên kia có vài tấm kìa không? Chân nhà Giang nhá, chân nhá. À đây có búa đây rồi. Búa này mượn của các anh thợ à? Bây giờ lại đi ra kia để vác thêm kia về không? Cái đinh này cháu thấy là cũng nhỏ lắm ấy, đinh này chỉ có đinh 7 thôi. Phải nói là ông sò thì cũng rất là chịu khó đấy các bác ạ. Nếu như mà ai rơi vào cái hoàn cảnh đấy thì sẽ, nếu mà không có nghị lực phấn đấu ấy là sẽ không có ngan vịt với lại không có lợn nhà nhiều như này đâu. Mày có cùng ông ra kia lấy cây không? Ra kia lấy cây không? Có à? Bác kia là có cá hay sao ấy nhỉ? Bác kia là cầm cá hay sao nhỉ? Cá cầm cái gì vậy? Con cá. Bác sĩ với mạng, hôm nay tìm tới với bây giờ. Dao nhá, dao người, dao nhá, đằng sau kìa, lấy cất, lấy dao đây cho chúng nào. Dao nhá. Một đi, hai, ba. Ra kia vước thêm bao nhiêu tấm nữa không? Ba tấm. Ba tấm à? Bên kia ba tấm, bên này ba tấm. 12 tấm nữa không ạ? Đây cũng 3 tấm đúng không ông? Cái này là ông để làm chỗ cửa à? Cửa ấy. Cái này ra thì mẹ. Kéo con lần nào cho. Nó bắt tay lên này.
Đi cùng ông đi vác cây không? Đi. Đi. Kiên lấy cái dày dày kiên lấy. Thế đi trước đi. Lôi ra, cháu bị đẹp không? Đừng có kẹp. Đi. Cái ông nọ thì có cả anh phòng ấy, anh có cưa cái tấm ván đấy các bác, thì là kia là những cái tấm vụn vụn là ván nó rất là nhiều, cho nên là ông bảo là đi lấy về để mà ông tận dụng. Ồ, thế là chú kia là thả cá à, chú kia là đang thả cá. Cái củi này là ông bổ ra xong là phơi lên nó khô xong ông đem đi bán. Cái Mạnh thì là một cậu bé mà leo trèo đồi núi rất là giỏi này, từ khi mà còn bé tí đã đi theo ông là lên rừng lên đồi rồi. Và những cái cung đường mà của Mạnh đi học ấy thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, không khác gì như con đường này cả. Và hiện tại thì là đang sắp là chuẩn bị mưa sao rồi các bác. Thấy nghe là tiếng ve kêu rất là nhiều. Với lại là trên kia là mây đen cũng kéo về này. Có mùa chi đâu. Ôi Giang không đi dép hả Giang? Ừ. Bây giờ con không đi về. Giác như là leo đi theo Mạnh với lại ông thôi là cũng mệt á. Gừng này thì ông trồng lâu lắm rồi đấy, gừng này. Thế là ông trồng khá là nhiều gừng này. Năm ngoái rồi ông. Cái gừng của ông này là đi qua nó là rất là thơm. Chỗ này là cỏ nó còn tốt hơn cả gừng phải không? Rồi bên này có nhiều tấm quá ông ạ, đây này. Củi đây còn nhiều lắm. Rơi nó quên bây giờ, gấu quên bây giờ mèo. Nó xấu hổ. Đừng có đẩy đi xuống dưới nhá. À Mạnh là lấy cây nhỏ của bác ạ. Kia có một tấm nhỏ hơn kìa, thế kìa ông. Bên kia có một tấm nhỏ kìa. Thế là cũng đòi vác đấy của bác ạ, Mạnh ấy. Nào Mạnh vác tấm nào đây? Vác được không? Từ từ đã, đợi ông đã. Đây cả ông đó. Lấy tấm nhỏ hơn đi. Được không? Bác được không ạ? À? Giang. Được à? Cho bác tấm đấy nhỉ Mạnh nhỉ? Tí nó bị gáy đấy tấm đấy à. Bẻ luôn rồi. Bẻ luôn xong là định vác tấm đấy về đấy. Mày rất là nhanh nhẹn các bác ạ, Mạnh nha. Rồi ông bác tấm nào đi đây ông? Đấy, được chưa? Hai bạn nhỏ được chưa? Để đây đã, để đấy đợi đợi ông với lại chú đã cùng về. Đấy để đấy đi Mạnh.
Để đây đã. Đợi đã. Ông bắt được 2 tấm không? À. Đấy. À, cháu được thì vác 1 tấm thôi. Ông mà vác được 2 tấm à? Đấy, vừa thì mượn mú của mấy anh em thợ lên một chút. Ở dưới kia thì cũng đã mát rồi cô bác ạ. Cháu quay đây à? Cái nhấn xíu mà. Cái gồm mẹo nó cho biết nhấn xíu. Mày là vứt xuống chắc là để cho nó đi dễ dàng hơn đấy. Đấy, hiện tại thì là 4 là ông cháu của bác này. Đấy, cùng với lại Mạnh nữa, thêm là Giang, con của chú Toán nữa. Nay thì chưa đủ đúng không nhỉ? Mới được có 3 tấm thôi. Tấm của Mạnh với lại Giang thì là không tính, bẻ làm đôi chắc để làm cùi thôi. Thì có mỏng đó. Đây là ông cháu mình thêm mấy chuyến nữa. Này thì bây giờ tấm ván này nó đã khô rồi các bác, thời gian là vác nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu mà để như đợt mới xẻ xong ấy, cháu Lực với lại ông em vác thì là nặng hơn. Ôi trời ơi. Mày còn cười nữa chứ. Chấp lại không bảo quá. Sau khi bị ngá xong thì Hà Mạnh thì cho cháu Lực một tràng hề, một tràng cười luôn. Đấy, Mạnh thì là vừa đi thì là vừa ném xuống. Ôi ôi Giang ơi. Cẩn thận Giang nhá. Đấy. Xong chưa? Ném ném đi, ném ném đi. Con gì đấy Giang? Con ném xuống bảo vệ. Ông ấy ra ông ơi, tỉnh ra nhá, tỉnh ra nhá ông ơi. Đây Mạnh thì là vừa đi cũng vừa ném đấy không bác. Được chưa Giang? Đem về đi. Đi. Đấy. Đó. Một cái dạng tấm bé tí rồi lại ra lại Mạnh nhá. Vứt đi xuống dưới. Nó vứt rồi, nó vứt từ bấy mà. Có cái tính dây không? Bên kia có không không? Đây, Mạnh thì tầm độ 10 năm nữa các bác, 10 năm nữa thì sẽ giúp đỡ được ông sò là nhiều hơn. Ui, khóng thật. Có vẻ như là rừng của nhà ông có rất là nhiều cái cây cây sơn đấy ông nhỉ? À, cây này thì không phải các bác. Nhìn là trong cái rộng, ôi ôi. Nhưng mà đó Giang thì là bị kiến là bò hết người rồi. Đi đi. Vậy bác 1 tấm 1 thôi không? À, bác 2 tấm 1 thôi để cháu. Đây, Mạnh với lại Giang của bác đi trước rồi. Còn là cháu Lực với lại ông thì sẽ tiếp tục nữa. Ui, tấm này có vẻ như nặng hơn. Nó cài gỡ nhấn chắc vào tay à? Cài bắn nào? Nó coi à? Bắn tay này. Thì đoán lại. Em làm gì cơ? Đấy. Ở dưới này có đá nhiều không? Ừ. Ở ruộng ấy. Không phá được rồi. Đi đi nhanh lên đi Mạnh ơi, mỏi tay quá. Sắp bắt bay nhàng. Sắp bắt bay nhàng. Ôi. Hỏng là một cây của ông rồi. Ôi ôi. Hỏng một cây của ông rồi.
Nhiều nhiều, tránh ra nào mày. Đi ra nhanh. Đây là ông nặng bây giờ, ông nặng đấy ra. Đây một cái chuồng lợn bé tí thôi mà à, cũng tốn khá là nhiều gỗ của bác ạ. Ở đây thì là tận dụng lại những cái bìa cắt tông hôm nọ à, tận dụng lại những cái tấm bán gỗ hôm nọ đấy các bác. Đây có lẽ là bây giờ cháu được xé dừng ghi hình lại để mà cùng ông là làm công việc là nhanh hơn một chút các bác nhé. Bây giờ thì quay lại trên kia là còn thêm là vài tấm nữa là chưa có đủ đâu. Thì cái video này cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Thế nào Mạnh với lại Giang nào, đâu rồi? Giang nào? Con chào các ông các bà. Rồi, nào Mạnh. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bye bye. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui, gà rất là mạnh. Đấy. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ui. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò, nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Các bác các chị từ khi ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị lên nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Xin cảm ơn.